Cuối cùng trong giai đoạn 1, xin các chị lấy trang 21 bài 5 nguyên lý và nền tảng. Tìm nguyện 1 chính là lấy thư của Do Thái, đoạn 12 từ câu 1 tới câu 14, đoạn này rất là hay. Xin các chị đọc rất là chậm đoạn Kinh Thánh này. Đoạn Kinh Thánh này tác giả nói là tôi xin mượn để rút ra một chút lời cầu xin trung thành cho việc dấn thân. Ở trong đây, trong cái đoạn này, thư Do Thái viết hay lắm. Những khi bị Chúa sửa dạy, những khi bị khiển trách, Ngài nói là con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Rồi đoạn cuối thì Ngài nhắc anh em phải coi chừng kẻo có ai lừng khừng và mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người, vân vân. Một đoạn sắc tuyệt vời chúng ta đọc. Tìm nguyện 2, sứ mạng của tôi đang bước trong tu hội đời thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta bước trong tu hội đời thánh tâm Chúa Giêsu, không bước trong một tu hội đời nào khác, cũng không bước trong một hội dòng. Ơn xin cho con trung thành trong sứ mạng và ơn gọi. Nguyên lý nền tảng của tu sĩ thánh hiến giữa đời: tôi thuộc về giáo hội và giá trị của đời sống tu giữa đời, đó là ba điểm mà chúng ta đọc suy niệm và cầu nguyện. Trước tiên là nguyên lý nền tảng của tu sĩ thánh hiến giữa đời. Điều đầu tiên là tôi phải tìm lại được xác tín bằng đức tin rằng tôi được tạo dựng, được cứu độ do Thiên Chúa. Đây là nguyên lý nền tảng của Ignatius. Mọi tạo vật đều phải được cứu độ. Và với Ignatius thì chính Thiên Chúa là đấng cứu độ, là đấng tạo dựng tôi, và các tạo vật khác là thứ yếu, không phải là quan trọng. Và vì vậy cái đấng đấy, cái đấng cứu độ đang hiện diện trước mặt tôi, mời gọi tôi bình tâm. Thái độ bình tâm của Ignatius, mời gọi tôi bình tâm. Xin nhớ năm ngoái khi linh tham tôi cũng nói một chút về bình tâm. Bình tâm đặt mình trước mặt Chúa, không nghiêng bên này, không ngả bên kia, vân vân, để nghe tiếng Chúa, âm thầm tìm kiếm lòng quảng đại để bước đi mạnh mẽ hơn trong ơn gọi tôi đang sống. Khi chúng ta có sự bình tâm, khi chúng ta đã chọn được mục đích của cuộc đời mình, thì mình có cái sự quảng đại để bước đi trong ơn gọi của mình. Tôi đặt địa vị cá nhân và ơn gọi của tôi trước tiếng mời gọi của Chúa khi phục vụ giữa đời trong môi trường tôi đang sống theo ơn gọi của gia đình đồng tâm, tu hội đời thánh tâm Chúa Giêsu. Và vì vậy cho nên các hy vọng, cả thất vọng, các ảo tưởng, các định kiến, những chán nản, những thành công hay thất bại, thì tôi đều đặt ở trước mặt Chúa. Và nếu trong cuộc đời phục vụ của tôi có xảy ra những điều đấy thì xin cũng đừng khủng hoảng, đừng lo lắng. Và chúng ta nhớ rằng mục đích của mình không phải là ở cái chỗ thất vọng hay là hy vọng, không phải ở cái chỗ chúng ta thành công hay thất bại, cũng không phải ở cái chỗ chúng ta có những ảo tưởng hay định kiến. Nhưng mà cái bài trước chúng ta xác định cái mục cùng đích của chúng ta là Thiên Chúa. Tôi đang được Chúa mời gọi tôi, sai tôi tới môi trường đó, làm công việc đó, sống giữa anh chị em, đôi khi làm tôi khó chịu, đôi khi tôi không hợp, thoái thác, bỏ chạy,
Họ làm tôi mệt mỏi, tôi chịu không nổi. Tôi muốn thay đổi môi trường cho yên thân, không ai la rầy và làm phiền, tránh những lời nói khó nghe, những gương sống vất vả, vân vân. Phải chăng như thế là tôi trốn chạy và mất đi căn tính của tu sĩ giữa đời? Chúng ta bỏ chạy, chúng ta khi chúng ta gặp những trường hợp đó, gặp những người làm tôi khó chịu, là môi trường tôi không có hợp, không có đồng ý, mình thoái thác, mình bỏ chạy. Phải chăng chúng ta đã đánh mất căn tính ơn gọi giữa đời của chúng ta? Giữa một xã hội, giữa một môi trường mà họ đánh mất đi niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính các chị là người khơi lên niềm tin, chứ mình không được trốn chạy. Giữa một xã hội, giữa một thôn xóm mà người ta cho mình là chướng tai gai mắt, người ta khó chịu với mình, thì chính các chị sẽ khơi lên cái căn tính của lòng yêu thương mà Thiên Chúa đã cho chúng ta. Chúng ta không trốn chạy, chúng ta không thoái thác. Sự yếu hèn của bản thân tôi nhắc lại cho tôi sợi dây đặc biệt mà tôi đã ký kết giao ước với Ngài. Có những lúc chúng ta yếu đuối, có những lúc ta yếu hèn, nhưng đừng sợ cái yếu đuối, đừng sợ cái yếu hèn đó, đừng sợ cái bất trung đó. Nhưng khi cái sự yếu hèn đấy có xảy đến, hay là ngay bản thân tôi có mang vác, thì nhắc lại cho tôi sợi dây đặc biệt mà Chúa đã ký kết, sứ mạng mà Ngài đã trao phó. Quả thật các chị, tôi nghĩ rằng nhiều lúc các chị cũng ngán cái ơn gọi này chứ. Ngán chứ, ngán là bởi vì không có ai bên cạnh mình. Có lúc mình yếu đuối, có lúc mình chán nản, có lúc mình muốn có một chị em bên cạnh để tâm sự về cái hoàn cảnh của mình, không thấy. Có chạy tới nhà chị em mình, đi gặp chị em mình để bạn hỏi, để hỏi qua một chút thì lại bị chị lại đầu. Nhưng lúc đấy là lúc cần. Và qua cái giai đoạn đấy mà tôi gặp chị em thì cũng không nói được nữa. Các chị có cảm nhận thấy điều đấy không? Và những lúc như thế thì xin các chị hiểu rằng các chị nhớ lại cái giao ước mà mình đã ký kết với Chúa, cái sứ mạng của Chúa trên cho chúng ta. Và cái đó là cái chất đẩy để chúng ta không bị khủng hoảng. Để nếu có một đôi khi yếu đuối, hèn kém, bị khủng hoảng, chúng ta không sợ. Và chính những lúc Chúa để cho tội lỗi xảy ra thì người ta mới nhận ra lòng thương xót của Chúa chứ. Tôi nghĩ rằng có những người phạm tội trọng thì mới giật mình, ôi sao Chúa thương mình quá thế này, thì lần sau lại không phạm tội nữa. Rất là cái cảm nhận bên này, cảm nhận là chúng ta sẽ có, và chúng ta đã có trong đời sống của mình. Hãy nhớ lại những nhân vật trong Kinh Thánh cũng cảm thấy yếu hèn như thế. Ở đây tôi xin trích một số vị thôi: Ma-sen, Elia, Jeremiah, Gioan Tẩy Giả, hoặc còn nữa. Tất cả đều nhận ra sự hèn kém và giới hạn của bản thân trước tiếng mời gọi và sứ mạng của Chúa Cha. Ma-sen thì nói với Chúa như thế này: con là ai mà dám đến với Pharaon đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Một sự thoái thác và từ chối. Isaiah thì nói như thế này: khốn thân tôi chết mất vì tôi là người môi miệng ô uế. Nếu chúng ta đọc hết cái ông tiên tri Elia này, xin lỗi, ông tiên tri Isaiah này, thì chắc có lẽ môi miệng của chúng ta ô uế hơn ông ấy nhiều. Ông ấy cũng cảm nhận thấy điều ấy. Thế mà một cục than góc bỏ vào môi miệng ông, mà ông sẵn sàng, ông nói: Chúa hỏi sai ai đi đây? Này con đây, Chúa hãy sai con. Thế môi miệng bản thân của các chị như đấy, tôi nói là còn kinh khủng hơn Isaiah.
Nhưng mà Isaiah thì được cục than bỏ vào lưỡi, còn chúng ta thì được nước thánh tẩy rửa sạch và còn được thánh hiến nhờ lời cam kết. Chúng ta hơn Isaiah nhiều chứ, hơn nhiều chứ, sao lại thua ông được? Thế mà ông ấy cứ sẵn sàng, này con đây, Chúa mới sai con. Jeremiah thì nói: ôi lạy Chúa thượng tôi đây còn con nít, tôi không biết ăn nói. Anh nào cũng sợ cả, anh nào cũng sợ cả, tôi còn con nít, tôi không biết ăn nói. Các chị đâu còn con nít đâu, ăn nói mạnh lắm đấy chứ. Nhưng mà ăn nói, cái kiểu ăn nói của Jeremiah là sợ không dám đứng ra nói sự thật luôn. Mà Chúa nói là sao? Ta bảo ngươi chồng, chồng ngươi nhổ nhổ. Ta sai ngươi đi thì ngươi phải đi, và ta ở với ngươi. Đó là sự kháng cự đầu tiên, là nỗi sợ trước sứ mạng. Nhưng tất cả không dừng lại ở nỗi sợ đó, mà để cho sức mạnh của Chúa được thể hiện trong sự yếu đuối. Cho nên có những lúc các chị mà đi tìm nhau để trao đổi, để bàn hỏi không có, thì các chị hãy nhớ rằng hãy để cho sức mạnh của Chúa làm việc trong những lúc ấy. Những lúc gọi điện cho chị Hiền thì chị bận, chị không có nhấc máy, làm sao mà trao đổi. Trong tu hội đời là trao đổi bằng thư từ và điện thoại mà. Cần trao đổi về trên là alo, hoặc là viết thư từ. Thư từ bây giờ thì tương đối nó khó để có thể chạy tới nó nhanh, nhưng mà điện thoại là nhanh nhất. Điện thoại và các phương tiện công nghệ ngày hôm nay, Zalo, Twitter, Facebook, vân vân, nhanh nhất. Nhưng mà khi gọi 3-4 lần chẳng tới về trên nhấc máy thì đấy khủng hoảng nữa. Không, chính những lúc ấy chúng ta để cho sức mạnh của Chúa làm việc. Hoặc là gọi cho chị tổ trưởng hay là chị đồng hành, chẳng thấy chị nhấc máy là thế nào trong bụng cũng lòng sòng cho bà xem. Giờ đây gọi chả thấy nhấc máy, gọi 3-4 lượt thì chả thấy nhấc máy, có không kìa? Chắc có chứ, tôi nghĩ chắc có chứ. Những lúc như vậy xin các chị nhớ, hãy để cho sức mạnh của Chúa thể hiện trong sự khủng hoảng, trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúa sẽ thua chúng ta khi chúng ta kiên trì, chúng ta kiên nhẫn. Đây chúng ta nghe Chúa nói với các vị đây: ta sẽ ở với ngươi. Hòn than chạm vào việc Isaiah và ông được xá tội. Đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu ngươi cứ đi, ta truyền cho ngươi nói gì ngươi cứ nói. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi để giải thoát. Tôi nghĩ là một cú điện thoại cho bề trên đâu bằng Chúa ở với mình. Dù bề trên có nói hay không nói, bằng Chúa ở với mình. Chứ ở với chúng ta cần sợ gì? Chả cần sợ ai. Thứ hai, tôi thuộc về giáo hội. Thiên Chúa chọn gọi tôi không dựa trên khả năng cầu nguyện, vóc dáng bên ngoài, trình độ tri thức. Khi tôi dọn cái này, tôi cũng nghĩ tới nhiều người. Có nhiều người giỏi lắm, có nhiều linh mục rất là giỏi, giỏi hơn mình nhiều. Nhưng mà cũng có những người, có những anh em cũng không bằng mình. Và vì vậy dù họ không bằng mình thì mình cũng không tự kiêu, mà người ta có giỏi hơn mình thì mình cũng không mặc cả. Và vì vậy Chúa gọi chúng ta không dựa trên khả năng, chúng ta có khả năng cầu nguyện. Cho nên cái chị gì mới đi linh theo, đừng có sợ, đừng có sợ mình không cầu nguyện được. Chúa không gọi chị vì chị không cầu nguyện được, không phải đâu. Chị không cầu nguyện được, Chúa vẫn cứ gọi. Không trên khả năng sự cầu nguyện, cũng không trên vóc dáng và tri thức, không có. Cũng không đặt tôi dựa trên chức vụ, công việc theo kiểu của thế gian. Vẫn là Thiên Chúa làm với sức mạnh của thần khí đến độ chúng ta thuộc về sứ mạng này. Và căn tính của tôi là sống thánh hiến giữ đời.
Như vậy cái sức mạnh mà Chúa Giêsu khỏa lấp đi, xin lỗi Thiên Chúa khỏa lấp đi cái trình độ tri thức, cái vóc dáng bên ngoài, cái khả năng cầu nguyện là thần khí, là thánh thần. Trên các chị nhớ lại mấy cái bài hôm trước đó, tôi có nói tới cái người giáo dục, nhà giáo dục là thánh thần. Chứ nếu chúng ta thiếu khả năng cầu nguyện thì thánh thần, chúng ta nhớ trong thư Roma Phaolô nói, trong thư Galat Phaolô nói, chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho phải, chỉ có thần khí mới cầu nguyện cho chúng ta chứ. Và thúc giục chúng ta kêu lên Abba Bố. Chứ nên thánh thần làm được, thánh thần làm tất cả, kể cả vóc dáng mình lùn hay thấp hay cao, Chúa kéo ra đấy. Lùn quá là Chúa nắm đầu nắm cổ cho kéo ra chứ, một đầu chân một đầu chỗ đầu một chỗ chân là cho kéo ra. Kéo ra đây không phải là kéo cái thể xác của mình, nhưng mà kéo cái khả năng mà mình đón nhận ơn của thánh thần. Đó là vấn đề nó nằm ở chỗ đấy, nên chúng ta đừng ngại. Và từ đó căn tính của tôi được sống thánh hiến giữa đời do sự tác động của Chúa Thánh Thần. Thuộc về sứ mạng này này là tham dự vào những gì mà Đức Giêsu đang đặt nền móng và xây dựng trên đó, đó là giáo hội của Ngài, trong dân thánh thiện và trung tín để làm vinh danh Chúa hơn. Khi chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về một giáo hội, chúng ta thuộc về một dân thánh thiện, và chúng ta trung tín để làm vinh danh Chúa hơn. Vinh danh Chúa hơn nha, chứ không phải vinh, hôm nay tôi làm vinh danh Chúa một thì mai tôi phải làm vinh danh Chúa hai. Chứ có hôm nay tôi làm vinh danh Chúa một thì mai tôi làm vinh danh Chúa zero thì học là không được. Cho nên càng ngày danh của Thiên Chúa càng được người ta biết đến do sứ mạng ơn gọi mà tôi sống với đời. Hôm nay Chúa thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu hơi mờ ở cách sống của các chị, ngày mai cách sống của các chị được khuôn mặt của Chúa Giêsu lộ rõ hơn, ngày mốt lộ rõ hơn nữa. Cứ vậy hàng ngày khuôn mặt của Chúa Giêsu lộ rõ mạch ra để cho người ta nhìn thấy Chúa Giêsu, thì đó là làm vinh danh Chúa hơn. Bén rễ sâu trong giáo hội của Ngài và tự rèn luyện mình trong giáo hội và trong tu hội để xây dựng căn tính đặc biệt của mình mà không ai có. Xin các chị nhớ là ơn gọi của các chị là nằm trong sự thánh thiện của giáo hội. Ơn gọi tu hội đời không phải ơn gọi tu hội dòng, nó nằm ở trong sự thánh thiện của giáo hội đâu. Ơn gọi tu hội đời nằm trong đời sống thánh thiện của giáo hội theo Công đồng Vatican năm thứ hai đã xác định, theo giáo luật 1983 đã xác định. Nên chúng ta đừng có sợ, chúng ta phải bén rễ sâu trong giáo hội của mình, trong tu hội mà được giáo hội chuẩn nhận, xác nhận đây là tu hội thuộc về giáo hội Công giáo. Xác lệnh đã được ký ngày 15 tháng 12 năm 2008 Vatican chúng ta nhớ. Cho nên chúng ta được bén rễ sâu trong giáo hội đó, chúng ta được ẩn ở trong tu hội đó để chúng ta xây dựng cái căn tính đặc biệt mà không ai có. Những người cùng trận phủ với chúng ta đâu có cái căn tính này. Nhiều người sống chung với chúng ta họ đâu có đi theo cái ơn gọi này, một ơn gọi đặc biệt mà chúng ta mới có. Và từ đó chúng ta mới xác tín rằng Chúa gọi chúng ta một cách đặc biệt, một cách rất đặc biệt để chúng ta sống. Số 3, giá trị của đời sống tu giữa đời. Lòng đạo đức, cầu nguyện và phân định ý Chúa trong mọi công việc và hoàn cảnh, đó là giá trị nền tảng của đời sống của tôi giữa đời. Xin nhớ cái giá trị nền tảng
của đời sống tôi. Trong cái tu hội này, trong cái ơn gọi này, phải là lòng đạo đức, cầu nguyện và phân định. Xin các chị mới đừng có sợ phân định là gì, nay mai cứ gặp về trên sẽ chỉ cho. Không có sợ, đừng có nghe chứ phân định là lạ quá thì chả biết phân định như thế nào. Tí đọc kinh cầu nguyện cứ cuốn quýt cả lên rồi, không biết phân định như thế nào, cha nói vậy mà chả biết phân định thế nào, cứ an tâm. Rồi về trên các chị sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta được phân định, chúng ta đừng sợ. Và như vậy đây là cái giá trị nền tảng của đời sống chúng ta. Nếu mất đi ba cái này, mất đi lòng đạo đức. Lòng đạo đức là sự gắn chặt tâm hồn của chúng ta với Chúa. Đạo, đời sống cầu nguyện đó là sự cầu nguyện lâu giờ trong một ngày một tiếng. Và sự phân định đó là nền tảng của đời sống các chị. Xin các chị xác định lại nhé, giai đoạn 1 nhé. Là định là cái nguyên lý nền tảng của đời sống mình. Đời sống mình của bài trước đó là tìm Chúa. Làm sao tìm ở được với nước thiên đàng và các người giáo hữu họ cũng ở, các Kitô hữu họ cũng tìm. Nhưng mà đến bài hôm nay thì chúng ta phải xác định cái nguyên lý nền tảng của tôi, của cái ơn gọi tôi. Ba cái này, ba cái chuẩn này đấy. Dù tôi có học thần học, hiến pháp của tu hội, lịch sử hình thành ra sao, mà thiếu lòng đạo đức thì mất đi nền tảng vững chắc và căn bản để xây tòa nhà của tôi. Xin nhắc lại các chị, nền lòng đạo đức đó là gắn chặt với Đức Giêsu Kitô, gắn cái tâm hồn con người của mình gắn vào với Đức Giêsu Kitô. Đó là lòng đạo đức. Và lòng đạo đức là lòng đạo đức thật chứ không phải lòng đạo đức giả. Và vì vậy cho nên dù có học thần học, có hiến pháp tu hội, có lịch sử hình thành mà thiếu lòng đạo đức thì cũng mất đi cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái căn nhà. Căn tính của tôi sống dưới đời sẽ bị sụp đổ. Lòng đạo đức này không phải là một lớp sơn phủ lên các thái độ hay các suy niệm đã có từ trước, mà là cách thức chú giải căn bản cho đời sống giữa đời. Cái cách thức chú giải căn bản cho đời sống giữa đời của tôi là lòng đạo đức. Và lòng đạo đức khi mà gắn vào với Đức Giêsu Kitô, gắn vào Thiên Chúa, thì cái cách mà chú giải của tôi là gì? Tin và làm theo ý Chúa trong cuộc sống. Một người có lòng đạo đức gắn vào với Thiên Chúa, gắn vào Đức Giêsu Kitô, để chú giải được lòng đạo đức đấy là họ tin và thi hành ý Chúa. Đức Giêsu Kitô là vậy đó. Đức Giêsu Kitô gắn mình vào với Thiên Chúa Cha, luôn luôn Ngài với Thiên Chúa Cha là một. Và vì vậy trong cả cuộc sống của Chúa Giêsu là đi tìm và làm theo ý Cha. Ngài không làm một cái gì theo ý Ngài cả. Và đó là cái cách chú giải về lòng đạo đức của Chúa Giêsu. Các chị hiểu ý tôi nói không? Và như vậy, để có thể chú giải căn bản cho đời sống của tôi giữa đời, cái lòng đạo đức của tôi, thì tôi phải gắn vào với Đức Giêsu Kitô. Và khi tôi gắn vào Đức Giêsu Kitô rồi, thì cái việc chú giải của tôi là tìm và thi hành ý của Chúa. Một người tu sĩ, xin thưa các chị, một người tu sĩ, dù tu sĩ khấn giọng hay tu hội đời, hoặc là tu đoàn tông đồ, hay ngay cả các linh mục hay giám mục, mà không chú giải được cái căn bản cho đời sống tu trì này là sai. Không chú giải, không giải thích được cái lòng đạo đức này là sai. Lòng đạo đức của tôi là gì? Là tôi gắn vào với Đức Giêsu Kitô, và để tôi chú giải được cái lòng đạo đức của tôi là tôi tìm và thi hành ý của Chúa. Các hộ dòng khác mà không tìm thi hành ý của Chúa thì cũng thua.
cũng không đúng đâu. Các linh mục hay là các giáo mục, ngay cả giáo hoàng, bảo rằng tôi có lòng đạo đức lắm, nhưng mà chẳng bao giờ thi hành ý Chúa hay tìm ý Chúa được nó và lòng đạo đức. Coi chừng nó lòng đạo đức giả. Ngay cả giáo mục cũng. Cho nên tôi nghe tin là Đức giáo mục Đức Cha Viêm người Phan Thiết ấy, ngài hiền lắm mà không biết là rất là làm sao. Nhưng mà sợ gì? Bởi vì nếu đó là vâng phục ý Chúa thì Chúa làm, chứ làm sao mà ngài có thể làm được. Hãy để cho Chúa làm, mình làm hết thì Chúa thất nghiệp, Chúa đâu có làm. Cả cuộc sống của tôi phải cảm nhận sự hiện diện của Chúa, chính Thầy đây đừng sợ. Như vậy, cuộc sống của tôi giữa đời là luôn khẩn cấp đi tìm ý Chúa qua cầu nguyện. Nhất là việc thờ phượng, tạ ơn qua hiệp thông hữu hình của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa nơi giáo hội và tu hội. Trong giờ nguyện ngắm hàng ngày, kinh nguyện được đọc lên, thánh lễ được cử hành và chiêm ngắm trái tim bị đâm thủng của Chúa. Tất cả cái dòng này là cách sống và linh đạo của chúng ta. Khẩn cấp đi tìm ý Chúa. Khi nào chúng ta muốn tìm ý Chúa thì xin các chị chìm sâu trong đời sống cầu nguyện. Khi nào các chị muốn đi tìm ý Chúa thì các chị sẽ hiệp thông trong sự hữu hình của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, giữa cá nhân các chị với giáo hội và tu hội, thì các chị tìm được ý Chúa. Hàng tháng các chị họp tổ là gì? Đó là cuộc gặp gỡ hữu hình giữa giáo hội và tu hội, giữa cá nhân đó, giữa cá nhân của tôi với giáo hội. Giáo hội là một tập thể mà. Giữa tu hội là các chị em trong liên đoàn Sài Gòn, để tôi tìm ý Chúa đó. Và trong kinh nguyện hàng ngày, trong việc chúng ta chiêm ngắm trái tim bị đâm thủng, đó là dấu chỉ của Đức Kitô sống động và hành động trong tâm hồn. Cho nên cái bài này cũng có nhiều điều để suy tư, nhiều điều để đặt lại vấn đề với chúng ta trong cuộc sống giữa đời. Và cũng từ đó chúng ta xác định cái căn tính, xác định lại cái nguyên lý căn bản của đời sống mình. Và từ đó chúng ta vững bước và chúng ta tiến, chúng ta xây tòa nhà thật chắc với cái nền móng này. Và khi đã xác định được rồi thì tôi nghĩ rằng các chị chẳng sợ nữa. Khi xác định được những cái bài mà của giai đoạn 1 này thì ném các chị ra giữa một cái dòng biển mà toàn là sóng gió rồi chả sợ. Có vật lộn với sóng thần, có sóng lớn, có gió bão thì chẳng sợ. Bởi cái nền của mình đã chắc rồi thì nhà mình làm sao sụp được. Những một môi trường mà toàn là những cái khủng hoảng về đức tin, khủng hoảng về luân lý, khủng hoảng về giáo dục, khủng hoảng về con người, cả nhân bản, mà chúng ta được xây dựng trên một cái nền tảng vững chắc thì chúng ta không sợ. Làm sao mà sợ được nữa? Tôi chấp luôn, tôi sợ sóng thần luôn. Bởi vì mình đã xác định được cái căn tính, cái nền tảng, cái nguyên lý căn bản của mình. Kết thúc, xác định lại căn tính của đời tu. Tôi là tu sĩ sống thánh hiến giữa đời, được tham chiếu qua hiến pháp của tu hội, trao đổi với người đồng hành và chị phụ trách. Sau đó các chị quỳ gối tâm sự với Chúa về ơn gọi mà tôi đang bước theo. Chúng ta muốn nói gì với Chúa đó, tùy ý. Một lời tâm sự ngắn, một lời tâm sự dài, có thể chỉ là chiêm ngắm trái tim Chúa bị mở toang là đủ trong cái giờ buổi sáng mai.